Đền Cái Lân nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trong những ngôi đền cổ trên đất nước Việt Nam thờ Mẫu Đệ Tam, được nhân dân thờ cúng nghiêm cẩn. Ngôi đền còn được biết đến là đền cầu được ước thấy tại đất mỏ Quảng Ninh. Năm 2015, đền Cái Lân được nhà nước phân loại là di tích lịch sử nhưng chưa xếp hạng. Lịch sử đền Cái Lân Quảng Ninh. Trong các ghi chép lịch sử hiện nay còn sót lại, không còn một chứng tích nào có thể nói rõ về lai lịch ngôi đền mà chỉ có những lời thuật lại của dân gian lưu truyền. Tương truyền đền Cái Lân có từ thời nhà Trần, do tọa lạc tại vị trí đổ ra biển của sáu cửa sông, Hưng Đạo Vương đã cho xây dựng ở đây một ngôi đền để cai quản sông nước là đền Cái Lân. Đây là một trong nhiều ngôi đền thờ Mẫu Thoải, Phủ hay còn gọi là Mẫu Đệ Tam, bà chúa liên quan trực tiếp đến việc sông nước của dân tộc Việt từ xa xưa. Ngài cũng cho người mang chân nhang từ đền Mẫu Thác Hàn Sơn, huyện Hà Trung, Thanh Hóa về để ấn trấn yểm cho đền. Nhiều người cho rằng chính sự linh thiêng của Thánh Mẫu đã giúp cho quan quân nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông trong nhiều trận thủy chiến ở miền Đông Bắc. Thông thường đền thờ Mẫu, người ta thờ chung Tam Tòa Thánh Mẫu, nhưng đền Cái Lân lại là một trong ba ngôi đền tại miền Bắc chỉ thờ Mẫu Đệ Tam. Địa chỉ của đền là đường Cái Lân Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, nằm trong khu vực cảng Cái Lân của thành phố Hạ Long. Năm 2009, người ta xây dựng thêm một ngôi chùa bên cạnh đền. Kiến trúc đền Cái Lân theo thủ từ của đền, trước đây ngôi đền có nhiều bức tượng linh thiêng. Tại đây nổi bật nhất là những pho tượng mẫu mặc sắc phục trắng, danh hiệu Bạch Ngọc Thủy Tinh, kích thước to bằng người thật, đôi mắt như có linh hồn. Phía trước ngôi đền có hai pho tượng đôi mắt rất sắc. Ngoài ra còn có tượng năm vị quan lớn, tượng cô và tượng cậu ở bên ngoài. Hiện nay ngôi đền đã trùng tu và tôn tạo nhiều lần. Một số pho tượng cũng được di chuyển lên thờ tại đền ở khu vực phía trên đồi cao. Quanh khuôn viên ngôi đền là những cây cổ thụ lâu năm. Cây si cổ có tán thân rễ, cây ôm trọn lấy toàn bộ phía sau và hai bên ngôi đền.